Hey, what's up boys and girls, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với tập tiếp theo của Stardew Valley Calamity Corp trong channel của mình. Alright, mình chờ gọi cho tên kia, đợi mình một chút đã. Ai, mong nó không lag cái tập trước như vậy là... Ui dồi ôi, nhìn cái... Vãi lìn. Các bạn, chơi gì đã đào xuống đến tận dưới phần lava rồi? Đào xuống hẳn rồi. Vãi lìn. Mẹ mệt cái chỗ băng ghê, mẹ ngập nước khó chịu rồi. Cái chỗ băng vậy, nhưng mà đào sớm có thế thì... Cái chỗ băng đấy lại... ngập nước một tí thôi mẹ gần chết rồi. Như vậy là đánh xong con dở hơi kia rồi à? Nó tự nhiên nó vòn. Chắc là đánh luôn nhỉ. Các bạn thích đánh luôn. Đấy đi. Chú làm cái lava champ với cái lucky horseshoe ấy. Làm á? Vậy. Làm được ấy. Really? Nguyên liệu có hết rồi. Để xem nào. Lava charm là lava bucket. À, tôi có lava charm trong này. Ấy à, ấy lùi đi mẹ. Các bạn là gì nhỉ? À đây con ngon quá. Căn bản là gì nhỉ? À, các cái đồ mà mình không cần thì có thể bán đi cũng được. Vãi lìn nhiều thú thê. Mẹ. Tôi sợ là gì nhỉ? Mình căn bản là mình chơi là kiểu co-op nhưng mà lại quay thì thử ra tôi cũng hay hạn chế việc là gì nhỉ? Gọi là progress nhiều quá ở ngoài off screen thì thử thế là nó cũng hơi buồn cười quá, rồi thôi sao. Ok. Đấy là toàn trong rừng rồi chứ. Đi lấy cái giày mà có thấy đâu. Không thấy giày đâu mà. Không thấy giày. Nó 4% ấy, hiếm ấy. Cái gì vậy? Cơm là lên đây. Câu cá này. Gì đây? Violent Crown Jewel này, gì đây? Trong rừng. Boost life regen even while under the effect of damaging debuff. While under the effect of damaging debuff to gen 10 defense, revenge and seed drop. À đây là của con Jelly, con Slime ấy. Con Slime này. Oh, right. Nhưng mà từ từ đừng equip cái này vô, quan trọng là mình này đó. Có những cả White Cloud là bottle lắm chứ. Hãy lùi. Đó là được. Chắc là tôi đánh thử con gì nhỉ? Đánh thử con Slime đi. Cái kinh Slime đi. Hình như trong hòm có một vài các cái mà spawn được mà. Đấy spawn đi. Tôi kiểu chơi dụ nó nhảy vào đây rồi. À đây. Ok, sure. Mà ta phải process nhanh quá. Nhưng mà hút nhỉ. Chú dùng hút gì rồi? Slam. Tôi có cái hút Ui bại trà nó đau thế. Có hút emerald ấy. Nó bắn ra cái này này. Bốn hạn thật. Bắn cái đấy làm gì? Nó bắn ra cái gì ở viên ngọc nó di chuyển. What? Mẹ. Âm chi kiểu mẹ gì vậy? Đấy, à chi kiểu đấy à? Ui dồi ôi, cái gì đấy? Mẹ thấy tiền hơi quá. Đừng có mà dùng đồ boss để đánh boss khổ. Đây có phải đồ boss đâu. À đồ boom stick à? Rồi. À nó bắn rừng rồi. Wow. Vãi lìn thế nhanh quá. Đủ. Má thì còn lại bơn gần chết ở nơi rồi. Vãi lìn thật. Nhưng mà nhưng mà chú progress nhiều quá anh thử ra tôi không kịp chuẩn bị xanh. Ok. Wadding. Cái hang ở dưới là tôi chưa vào chỗ nào đâu. Ok. Ủa ninja shirt bây giờ nó còn cho thêm cả defense mà ngon nhỉ. Nhưng mà đéo có quần. Không có quần. Mẹ cứ có mấy cái chuột. Farm thêm một chút để lấy quần chắc là thế. Được. Các bạn nó cũng có thêm mỗi một cái thôi. Mà có phải vì thế đéo là mẹ nó toàn aggro thôi thì cụi đấy. Con bết toàn aggro mình ạ. À. Mình mẹ đã 400 máu rồi vãi lìn thật. Mẹ đéo kịp heal nớt. Đéo heal được nớt cơ mà. Ủa heal trước kệ. Nó chưa biến mất đâu. Nó vẫn bị đam mà căn bản là mình spawn ngay đây nữa. Thế. Nhưng mà cũng chỉ cho cái này thôi, gớm khổ. New record. Chỉ cho cái này thôi. Chứ mẹ chơi cái khác thì hơi khó nói đấy. Tôi chưa có, mà tôi đéo là chú đã có tận 400 mấy rồi. Ai đã có rồi? Có rồi. Chú có 400 mẹ máu rồi, rồi. Team ở dưới. Vồn, thế mà rồi tôi không... Cân bản là chú lại thằng hốt thì thực ra tôi cũng quên không nói trước là vấn đề là gì nhỉ, gọi là progress off screen, tránh progress quá xa thì kiểu boss thì chắc là cố tránh đi nhưng mà
Boss thì gì nhỉ? Con Wind Slime ở trong cái mưa slime ấy, nó sẽ spawn ra khi mà ông đánh xong 75, ông giết xong 75 con Wind Slime thì nó sẽ spawn ra con boss. Thử ra lần. Nó tự nhảy lava chết đi. Thế. Xem nào. Làm được cái Elen Molotov ấy. Vãi. À ơi đúng rồi, cái đấy thì hiển nhiên rồi. Crown Jewel này có thể được làm cái gì này? Aureus Cell rơi ra từ Astrum Airstress, cái này thì còn lâu, cái này cũng chắc cũng còn lâu. Mà Crown Jewel này là đồ từ đầu game mà về sau tít tận sau này mình nâng cấp được cũng cười nhỉ. Okay. Ok cũng được. Nhưng mà cái thằng Warding chả biết thay cái gì đấy. Về làm được cái khoan đấy. Hả? Khoan gì? Khoan xem mà khoan Manai. Mà làm từ cái gì? Nguyên liệu chủ yếu là gì? Chả nhớ. Tăng velocity của đối throw à? Throw item nhưng mà mỗi tôi ở đây là rope dam thì lại không liên quan nhau. Nó còn vang nữa. Nhưng mà cái bộ ninja này cũng có vẻ nó cùng lắm cho defense. Vãi đồ bắn. À có boomstick ấy. À, à. À tôi... Thế tôi đào đúng cát thì mà tôi làm đạn ấy cho nó đấy. Mệt cát á? Vãi liều. Đây là đạn được cát à? Đạn cát xong rồi kết hợp với lựu đạn. Cho nổ. Nhiều thứ ấy rồi. Đấy là cái duy nhất mà tôi làm được endless thôi. Rồi không làm được cái khác đâu. Căn bản là mình kiểu sợ mất, sợ tốn đạn đi. Kiểu thế. Đang hơi, đang tính xem kiểu làm thế nào để mà căn xe nó giảm được xuống còn 30 phút hơn, tốt hơn. Tuy nhiên là... Chia đôi ra. Không, tôi không thích cái kiểu chia đôi như thế. Chúng ta làm một cái rừng ở bên cạnh cái rừng này, vãi thì thật. Cái gì? Xịn chết nhiều mới ổn đấy. Xịn đấy. Okay. Thế chắc là chết được con Man Eater vậy lại thế. Man Eater vậy mấy con kia đông lắm. Xem, nhưng mà tôi nghĩ là chết Man Eater nguy hiểm hơn. À, tôi đi theo đường của chú. Đây rồi, Endless Molotov. Vãi lìn thật. Chú giết nhiều ping gel lắm hay sao mà ra được endless? À mà không làm cái con skin slime vừa drop này. Nó phải để mà làm được endless phải drop nhiều lắm chứ gì vậy? À. Có ba mấy cái rồi. Mà làm được endless luôn. Làm được endless luôn. Ai die. À mà hình như trước là tôi có để cái đống emerald ở hòm khác cho nên chú đéo nhìn thấy. Là như cái đống emerald ấy là đủ hết rồi. Thôi giật tạm vậy. Bẹ ông. Ông mới chạy eo cậu xa động xanh trong nhà chúng nó. Cũng may defend ca xong rồi thêm cái crowd ju nữa cho mình thêm cái lượng live regen khá tốt đấy. Ôi giời ơi thì bẹ đi đi xong rồi còn không phá bẫy xong này đậu xanh. Tôi có dám một bẫy không phá vồn cái bẫy gây trên đường đi của ông mà chính đường đi của ông ấy, tôi tưởng fuck lồng nó không dám. Tôi không dám vào bẫy lều thật. How bruv how cái cự tháp ấy à, sao mà bên nào bên trái à bên tít ở bên trái ấy. À bên điện bên đây tôi chết ý cậu thôi dừng thì cũng thấm vai nhộn ai vai nhìn wow bắn kinh thế thôi ta thua đấy ta thế. Tập này lại bắt đầu game với những sự kiện nó khá là hoành tráng à. Mẹ chơi gì đầu game đã tính sai rồi, mẹ trong khi đó tập trước thì hai thằng còn đang mẹ xoắn quẩy vào. Cái... Làm chi được mà có gì? Chi được nhưng mà căn bản là gì nhỉ? Thông thường đầu game thì mẹ đéo ai đào tận dưới gì nhỉ? Dưới ấy. Dưới tận là dưới chỗ lava này, múc lava lên mà chi được thế. Mẹ toàn theo kiểu là gì nè. Mẹ đầu game thế nào chả muốn xuống lava mà múc ngay trên đầu chứ. Chả là... Tôi toàn xuống ngay đấy đào múc lava luôn. Lava này thông thường bởi vì là các bạn là các bạn đã lật Revenge and Sea nên mà con dở hơi nó còn spawn ra cái thì là cái lồng gì nó bắn ở trên đầu ấy. Thành thử ra là cũng xoắn. Thành thử không chi sự kiểu kia. Thì chi kiểu khác. Anh nổi confused luôn mà. Tôi xây xong thì tôi mới biết cái trò đấy ấy. Biết là nó có cái trên bắn à. Tôi mới chi kiểu đấy chứ.
Úi giời mẹ. Thôi. Lại gần chết. Giật chạm lên. What? Mẹ thối vai trường, tôi không biết con nào đánh mình cơ. Không biết projectile bay từ đâu đến. Hay rồi thật. Chỉ biết chết thôi. Rất nhiều mẹ ý tờ. Ừ, mẹ có khi phải làm thật cái phải làm thật cái gì đó liên quan đến vậy nhỉ? Infinite đuốc chứ không thì thế này thì mẹ nhìn thấy chó được. Hey. Thôi mẹ này. Ông mới chạy yếc. Cái gì nó cũng có thể có độc được mà kể cả cái vai nó cũng có độc. Đấy. Suffering. Cái vai có độc cũng sợ chứ. Come on, rồi ôi. Rừng nguy hiểm. Thôi cho chi kiểu này vậy khổ quá. Chạm một nhẹ một tí thôi là có tí độc rồi, hay nhỉ? Thôi tôi máu tôi không to bằng chụp máu chú đâu mà. Thôi tôi chơi kiểu pussy play vậy. Máu tôi to tôi cũng chả dám chơi thực tế. Thế thôi mình chơi pussy play thôi. Mẹ mất chiều thời gian đừng buộc phải làm thế. Chụp vào lỗ. Đấy, đây là pussy play. Vãi lìn. Cái gì đấy? Con ong nhỏ. Mẹ ong nó đâu có sống được ở dưới nước. Cậu bad game. Tao cùng đi khổ quá. Tìm quanh đây có live crystal nhưng mà không biết đâu rồi. À, platinum. Ui. Thôi. Đây là live crystal nè. Ờ, đây thôi. Đầy hòm. Oh, would you excuse me? Burn. Australia. Không phải là đùa hay lắm. Mà kể một cười à? Người Mỹ khi mà người ta thấy một ai đó làm một cái trò đùa về ngày 9 tháng 11. Nhưng mà người Mỹ khi mà làm thấy ai đó làm cái trò đùa về coronavirus. Ờ rồi, cái gì đây? Quay nhìn con này không nhìn luôn. Ông nhìn này ultra bright tốt mà riêng cái đoạn này không nhìn thấy cái gì. Ai. Ờ đấy mẹ. Mẹ thế gọi bright đấy. Ultra bright. Nhìn thấy nói gì? Holy. Bị kẹp. Piana. Piana. Không nhìn thấy luôn. Mù dở. Kinh. Kinh á. Thể chơi. Nhiều mù cũ mất. À, thôi 18 defense được vậy. Tạm thời để cái crowd du ra. À đấy sao không lấy cái đấy là sớm. Ồ, cho nhìn chung sáng. Gọi là sáng luôn. Vô nó chậm. Đấy. Chậm mấy cái hồn. Mà đa mình cũng trả được nhiều quá. Đáng vậy. Wow. Tôi vai trưởng rồi. Xuống cái hàng kìa. Ờ, thì xuống cái hàng kia được. Hàng bằng ấy, vẫn là hàng bằng. Ờ, thì buộc phải thế vậy. Ờ, bỏ con boy được biến thể. Làm được cái endless thì recall potion. Ui trời ơi thật. Người ta bảo xét đánh, đánh. Người ta bảo khi xét đánh xét đánh có một điều may. May. Lại ui trời ơi. À không, nó cũng cho mình được cái vị trí mà cái xét đã chuẩn bị đánh trước, nhìn thử là cũng
tạm khỏi ổ. À khá nhiều random đấy. Úc nhiều kim trên đấy. À wait, what? Cái đảo đấy đây. Đảo gì? Đảo Kim Sơn đấy. Hả, cho rất là nhiều kim trên này á, có cái gì không? Cái gì? Mẹ sao mình nắm vàng đấy? Gì? Sao nắm vàng đấy? Map plat mà. Đào ở trên mấy cái hòn nổi. Uầy, bây giờ còn được thế á, nhiều thứ đấy. Bi nổi ấy, ở trong có vàng. Nó như kiểu meteor á. Như kiểu các kiểu cái bi nó lơ lửng trên trời ấy. Chú muốn chú có thể lên trên nhà xem. Lên trên nhà á? Đây, chỗ này, tôi block mẹ chỗ đấy rồi. Ôi, bị bỏng, what the fuck? Nhiều thứ ấy, nó bỏng cơ. Sẽ đánh bỏng, ừ, chua. Không lên đảo nó bị bỏng. Ok. Lúc thì đóng băng, lúc thì bỏng. Phải nhìn thật. Oh my god, what the fuck, sao tôi bị bỏng kinh đấy? Đốt đây. Mà ông vào kiểu gì đấy? Wait, chơi kiểu... Obsidian. À, right. Bộ Obsidian. Bộ Obsidian luôn mà, thế thì sao mà tôi chơi? Ngay trên đầu mình luôn mà, vãi lìn thật. Nó spawn ngẫu nhiên hay là nó thế nhỉ? Hay là nó luôn ở spawn? Nó ở giữa map luôn ấy. À, ừ, cũng một lý. À. Tức là ông phải có một cái bộ Obsidian để ông mới chui vào đấy đúng không? Ít nhất là Obsidian. Obsidian hoặc là Eskimo. Ủa, lấy cái lava charm mà lên. Có được không nhỉ? Tôi không nghĩ là được bởi vì nó đốt thì kiểu bỏng ấy, nó kiểu một cái hiệu khác thôi. Nó không hẳn là một cái lava. À, lava chặt được này, quá. Heat protection cái mà mẹ nó. Ồ, hay vậy. Tức là rất nhiều vàng, rất nhiều các thứ đây à? Còn... Không, mấy cái bi nhỏ hơn ở xung quanh nữa. Bi nhỏ. Nổi. Lạ lại chẳng. Hay là cái, hình như cái đất của mình, cái vùng đất của mình sống cũng nó kiểu là cao hơn so với bình thường, cái thành thử là nó cũng có vẻ gần hơn cái này à? Tôi thấy chạm tía lên này. Có thể. Ây dô. Lizard đấy còn gì? Lô cũng chả sao. À đây bi nổi. À, đây. Có cái bi nổi chứa chứa cái vùng của con Queen Bee ấy. À, wow, lắm thứ đê nhỉ. Ơ vậy, tính sau, đi xuống dưới vậy. I am speed. Platinum này. Ê, tối om om. Ui, vai gì, nhưng mà cần thiết phải xuống hẳn dưới không? Tôi nghĩ là không cần thiết lắm. Đây, chỗ này là được rồi. Ê, phải trả đâu. Lại cái sổ xung quanh này này. Ôi, đừng mà lại cái vùng mấy. Âm soi sáng đi. Một cái boom nữa. Ôi trời ơi, xịt bệ. Đào đau hết cả mắt. Nhưng mà cũng nhanh. Nhưng mà có khi vệ vào trong này có khi đào còn nhanh hơn là xuống rừng đi mẹ. Thế mà material xem không biết đủ được cái bộ giấy không. À không, từ từ làm cái cuốc cho nữa. Chắc là cuốc vàng thật à? Cuối cùng vua có nhiều vua platinum cuối cùng toàn vàng rồi. Đéo đủ plan luôn chứ, để xanh. Uff. Đéo đủ luôn bộ. Vẫn còn plan o à? Đéo đủ luôn. Hoặc là gần đủ. 80, thật sự đéo đủ. Bao nhiêu à? 25. 35 là 60. 90 ạ. Ôi giời ơi. Tổng lực mình có mới 80. Hẳn thì mẹ đó. Siêu đâu hết nhỉ? Siêu mình vừa đào ở đông đây rồi. Chúng mình làm giáp lan mẹ. Phí tốn. Biết là như vậy nhưng mà làm cái giáp khác hơn. Tôi đang suy nghĩ là chẳng lẽ mình có lên farm con King Slime trước đi để mà mình có thêm một chút bình máu. Bình máu trăm. Thì mày chẳng lẽ phát bình máu 50 đi mà đi đánh ấy. Ờ, được.
khi. Cái này là lesser mà. Jesus. A lesser á? Ờ. Oh damn. À không mở cái túi mà. Túi cũng không có thuốc. Wow. Ý rồi. Ơ thế mình tìm cái đống kia đâu nhỉ? Tôi có một đống các cái ấy mà. Nó móc ở đâu đó rồi. Không biết còn được giáp nào khác à? Không còn giáp nào khác. Các bạn tôi đang cần cái độ thêm defense, càng nhiều defense càng tốt để giảm thì nhiều đam càng tốt. 4 o cho một đấy. 4 o như vậy là mình cần thiếu 6, 24 o nữa. Chính xác là 23. À, chú bây giờ chú làm cái bây giờ chú làm tạm một cái gì nhỉ? Khu vực đánh ai đi. Jesus Christ. Destroy. Destruction. Oh. Meteor kìa. Meteor thì liệu có thể làm giáp Meteor không nhỉ? Ê, thích thì làm. Meteor được, cũng là một cách để mà chi khá là tốt với cái Space Gun nhưng mà liệu lên không nhỉ? Xem nào. Meteor chắc chắn là nó yếu hơn giáp ấy rồi. Quan trọng là tôi đang để ý cái tôi không để ý về cái set bonus gì cả, tôi đang để ý về khả năng reduction thôi. Khả năng damage reduction tức là từ vài cái defense cũng trả được bao nhiêu rồi. Nhiều lúc set bonus lại được ngon hơn. Cũng có khi 16 và platinum. Thôi kệ cậu vậy, vậy làm thì làm meteor vậy khổ quá mất. Chính xác thì hai cái đấy không có sự thay khác biệt về đấy thì nhau làm cố làm star cannon nhỉ. Vãi lùi thật. Làm star cannon nhưng mà tội để mà làm được cái endless fallen star lại không phải là đấy lắm, không phải là điều dễ cho lắm. Cần cái gì không? Tinker Workshop và 50 sao 49 đấy chứ không phải 50. Thế là 49. Thế là vấn đề. Mà ốp vãi nồi ra chứ. Ờ ốp à? Hơn lần trước làm ấy. Ờ biết rồi. Diệt. Hủy mẹ diệt luôn. Thế nói bây giờ thì kiếm Meteor. Lại đổi nhiệm vụ. Chú đang đi tìm Meteor đi. Hay là đi rồi. Đấy tôi ứng biến cái đống platform nữa. Vì căn bản là mình chưa có dash, mình thử ra là mình sẽ cần các cái platform các cái dãy platform thẳng vertical. Bây giờ dùng thực tế ít khi dùng đấy. Nớt đéo heal được rồi. Ờ biết rồi. Chính vì thế tụi mình mới phải chuẩn bị sớm, à mới phải chuẩn bị nhiều. Có khi dùng thuốc thiết các kiểu, bắp biết các kiểu đi thuốc. Để chạy dưới. Tôi cũng đang để hẳn ra này. Mà thậm chí tôi còn đang vừa phải quay cơ. Mà ôi giời ơi, vãi lồi thật. Mà lại để đúng lúc thế lại. Ôi, càng ngon. Được, càng ngon, tìm được sớm con Golden Tinker. Ồ, nó ra đây đây. Không không, nó mới chỉ hiện ra thôi chứ nó chưa thực sự ra. Không, bọn này đây này, tôi nhìn thấy đây này. Ồ, đập thôi à. Ở nhà mình chưa có đâu đấy. Đóng cửa vào đóng cửa. Rồi. Ừ. Canh mấy con trong nhà, canh mấy con trong nhà, canh mấy con trong nhà. Còn đâu đi, cho bọn này tự ấy thôi này. Thoải mái. Dễ.
Ê, có cái đấy nó mới dễ. Có cái đống này nó mới dễ. Chắc là bây giờ kiếm Goblin Tinker trước đi. Kiếm Goblin Tinker trước để tôi ghép tất cả những cái đồ như kiểu giày rước vào thì nó sẽ ổn hơn. Việc là để đống inventory này mình mới khép vào. À, kiếm em đi vậy. À, nào cũng còn 10 phút nữa trước khi cho bạn ăn cơm. Vậy, nhé. chú lấy cái thuốc đi mà kiếm. Thuốc đây đâu cần kiếm, cái đấy mình chỉ cần cái gì nhỉ, Rare Creature, cái Life Form Analyzer thôi là mình ấy được mà. Hunter Potion. Mình không cần Hunter Potion, nó tự chỉ hướng được mà. Ơ, ô, 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 vừa mới nhắc xong, có luôn rồi. Đi lại cái vùng khó chịu quá. Không. Đây rồi, ngon, nhanh vãi lìn rồi. Ôi, mẹ giật nhỏ cái. Shop, ui, Low Level Meter còn thế nữa cả. Tinker Workshop này, Dip này, Rocket Boot Dip này. Tôi lấy cho chú 2 Rocket Boot cho nhanh, nhớ đâu thằng này chết, kệ mẹ nó. Ruler chắc là deep luôn. Rồi, thay lại đây đã. Ơ, chú đâu vậy? Đi kiếm meteor. Kiếm đi. Tôi để cái rocket boot ở trong cái accessory nhá, phòng accessory. Ai ơi, xả đấy. Còn cái này ít lắm mẹ. Ít á? Xả đấy nhiều. Wow. Từ boot biết các kiểu đó. Còn kim sơn nữa cả, à là còn dính cái corruption nữa cả. Thế các mà nó bị dính một cái lỗ. Nó vào cái lỗ. Có khi nó ở dưới lỗ hoặc là nó không spawn ở dưới lỗ. Nó giữa lỗ. Giữa lỗ. Cho nên là không được nhiều lắm. Obsidian school tôi vứt nhà. Xa lại từ chui ra đây sau vậy. Rồi, update Spectre boot này cộng với một chút obsidian, cần lấy làm lốt cái obsidian school luôn. Obsidian school này, obsidian water walking boot này. À, tưởng mình tưởng là aglet nữa. Right, aglet thì cần mỗi cái iron đâu không nhỉ. Never ending glowing torch. Đủ các kiểu. Ôi lóa. Ông làm toàn bộ cái đấy luôn á. Endless luôn mà. Vãi thật con. Ê, khác gì là mình dùng cái gì à, dùng cái potion đéo đâu. Mà mình không biết được o nào thôi. Lightning boot này và Frost Spark boot. Nice. Nguyên một tập cắt đủ các thứ. Vậy thông thường chơi game phải mất để mà làm được cái Frost Spark boot này, nếu như không có các cái mod là cũng phải mất tận cái mẹ phải tuần nè. Thế mẹ thế, nhưng mà cái con mặt là cái mod này nó cũng broken chứ không chưa nói. Tắt server, tắt hôn để mà lưu thời gian lại. Đã nghỉ luôn. Thì tập thứ 3 của series Calamity Corp mod của mình xin dừng lại ở đây. Tập này ngon đấy. Các bạn là mình cũng chưa nói với ông kia rằng là cái việc là mình cần phải điền. Cái việc là không process nó hơi bị xa quá khi mà off screen ấy, tức là khi mà mình không quay thì không nên progress xa quá, nhưng mà 4 progress nhanh vãi lì ra rồi. Và bên trong cái là thấy ông có 400 tin các thứ đầy đủ hết cả rồi. Sợ ấy, chở cả cái base lắm, thêm cả đống lava nữa, ông đào xuyên thẳng vào cái lỗ xuống tận địa ngục của mình mà thôi. Tiện rồi. Ok, mình vừa nói cái tập từ bao nhiêu kết thúc rồi. Ok, mình cái đấy phải nói sau này. Ok, thì mong mọi người sẽ tiếp tục cho ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Thì nếu như mọi người thích nếu bạn thích gameplay này, bạn thể like cho nó. Nếu bạn thích hơn nữa thì subscribe cho mình. Và nếu được thì mọi người có thể chia sẻ gameplay này cho bạn bè các bạn, những người cùng sở thích chơi Stardew Valley hay là Terraria. Vì mình có một cái series Stardew Valley mình đang làm cũng ở trong cái channel của mình đây. Thì để cái channel của mình mở rộng hơn và channel của mình được nhiều người biết đến hơn. Mọi thứ dù chỉ là một video nhỏ thôi cũng sẽ giúp cho mình củng cố cho mình tinh thần và động lực để mình làm được tập tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Stardew Valley trong channel của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Stardew Valley trong channel của mình. Stardew Valley trong channel của mình. Stardew Valley trong channel của mình.